phát cái gì nữa. Cái đoạn này hết con hoa rồi, cái đoạn hoa vừa giờ mà không quay. Đẹp. Đoạn này hoa, cái đoạn này là cây xanh, tập trung cây xanh. Ok. Cái đoạn hoa chỗ nãy cũng đẹp. Mà nãy chứ nghĩ là đặt... mang cái hình ảnh dân Pháp vẫn đẹp mà. Ô tô cũng đầy đường ở đây. Cây xanh dập trời luôn. Này mà kêu thiếu cây xanh, ai bảo Hà Nội thiếu cây xanh? Nhìn văn minh nhá. Thiếu cây xanh ở chỗ nào? Thiếu cây xanh bao giờ đúng không? Nhìn như thế này mà kêu à? Không chứ. Đây hoa giấy đây. Hoa giấy còn dưới chân chân cây cái cau nữa. Lúc nãy là cái đống cái chỗ mà họ trồng cây cảnh đẹp ghê luôn. Đi bao nhiêu cây số như này không nghĩ ra đấy. Đến bây giờ mới quay mà thấy nó còn dài hun hút đằng trước. Còn nó dài đến tận chân cầu Thanh Trì luôn. Mùa hè đi vào đây sướng lắm. Như thế này còn mơ cái gì. Phải để cho người ta phát triển nhé. Kiểu không muốn làm nhưng lại muốn có ăn thì lấy đâu ra. Người ta phải có mất công, người ta phải bỏ công, người ta phải đầu tư thì người ta mới làm được như thế này. Còn trẻ con này nó về Việt Nam mọi người nói chuyện nó có hiểu được không? Cháu nó hiểu ạ. À. Nó hiểu, nó chỉ không nói được không. À. Như thế này mà kêu Hà Nội thiếu cây xanh, ai là người dám bảo Hà Nội thiếu cây xanh không biết nữa. Đấy, lên đây mới hết này. Lên đây nó bắt đầu là đấy. Lên đây nhá thì lại mang cái tính chất khác, lại ra qua cái khu này thì lại ra cái tính chất của khu đô thị rồi. Nhưng cũng thoáng lắm, đấy tí đi qua cho mày xem đẹp luôn. Ơi.